Sáng ngày 14 tháng 9, bà Bàn Thanh Thảo, quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát, Lào Cai, xác nhận đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã vì cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao liên quan công tác phòng chống bão lũ. Cụ thể gồm các ông Má A Chúng, 34 tuổi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Lan Hồ, nhiệm kỳ 2021-2026 và ông Lý A Khoa, 41 tuổi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Treo. Thời gian tạm đình chỉ công tác với hai ông này trong 15 ngày, tính từ ngày 14 tháng 9. Hai ông này có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang đảm nhận cho Ủy ban Nhân dân xã Trung Lan Hồ và Ba Treo. Đây là quyết định kỷ luật nghiêm khắc vì trong bão lũ, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, người dân tỉnh Lào Cai ngày đêm phòng chống bão, tham gia cứu hộ khắc phục hậu quả lũ lụt thì hai chủ tịch xã tại Bắc Sát né tránh, thiếu trách nhiệm trong phòng chống bão lũ. Việc tạm đình chỉ này để răng đe và làm gương. Trước đó, theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sát, mưa lũ và sạt lở đất từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 9 đã làm 14 người chết, 3 người mất tích, 8 người bị thương. Tính đến 6 giờ ngày 13 tháng 9, các lực lượng trên địa bàn huyện Bát Sát đã tìm được 14 trên 17 người chết và mất tích do sạt lở đất, lũ cuốn trong những ngày qua.